tàn mặt tiểu tam văn minh. Dùng cọ tán kem nền thật đều để cho che đi hết tất cả khuyết điểm, và đặc biệt là các bạn mặt giả chân. Hút miếng trà sữa đấy nha. Tôi nhìn cái bảng màu này mà tôi mệt quá mọi người ạ. Lấy phân mắt màu cam nhẹ tán đều trên toàn bộ bầu mắt, một ít màu cam đậm hơn tán ở đuôi mắt và khóe mắt dưới. Xem nào. Nhìn như Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Một chút nhũ màu cam nhìn thấu tâm gan của thằng chồng mất nết. Eyeliner mắt mèo sắc sảo. Thế đúng, đây là lần đầu tiên mình vẽ một cái eyeliner nó dài ngoằng như vậy đó. Và kết quả này kẹp mi và chuôn mascara trên dưới. Cũng được đó chứ nhỉ. Dùng gel để trải lông mày cho lông mày nó vào khuôn vào nếp, giống như các diễn viên trong phim Thái. Khi các cô gái đấy mà đi đánh ghen thì đúng là bùng cháy lắm mọi người ạ. Thêm một ít bột lông mày tán ở đuôi cho nó đều và được tự nhiên hơn. Phấn phủ chống trôi lớp make up, màu nâu nhẹ tán khối cho mũi nó cao, cao hơn nhân cách tiểu tam nha. Highlight chói như ánh sáng của đảng, gò má cao nhưng vẫn phải đánh má hồng, vừa sát chồng và lần này sát luôn cả tiểu tam nha. Má mình chọn màu cam cho hợp với make up. Bắt đầu công cuộc đi lục tìm màu son. Trời quá, trời quá đất tìm màu. Tìm được rồi nè, màu cam đất nha. Bặm môi, chút son bóng nữa nhìn cho nó bóng bẩy là văn minh nhỉ. Ok. Chú trưa. Trước tiên cần phải chuẩn bị một cái bàn màu cực kỳ hãm forever. Dùng cọ tán kem nền, dập vào mặt ấy cho nó thật đều, thật mềm, thật mỏng và che hết có khuyết điểm. Nhưng mà còn cái sừng. Kệ nó đi. Lấy phân mắt màu nâu nhạt tán nhẹ lên bầu mắt, tán hết bầu mắt nha. Hút được miếng trà sữa, lấy tinh thần mới chấp tiếp đi coi. Dùng một màu nâu đậm. Cười trừ. Đậm lên phần đuôi mắt và thêm một ít màu đen để làm eyeliner, vì hôm nay Tùng có eyeliner. Sao thì tức thế nhỉ, cuối cùng cũng có cái eyeliner sau. Kẹp cái violon mi nè. Chuốt cái mascara lên nè. Cả trên cả dưới nha các bạn. Mắt chung chớp, miệng đâm đớp nè. Phủ mũi phấn lên. Hơi sạc sụa một tí nhưng mà không sao. Dặm. Và tôi phát hiện ra có một giọng ca vang vả bên tai. Thật. Phấn má hồng tán đều hai gò má để cho gương mặt thật là xinh xắn, tươi tắn cho một ngày mới. Bất lực quá mọi người ạ. Ngày mới của tôi xem như là toang. Chuốt cái lông mày một tí bằng mascara. Bây giờ lên công đoạn chọn son. Đâu đầu cái này chọn son, mới chọn màu nào. Cuối cùng cũng dòng cái là make. Cuối cùng cũng đã make up xong. Bây giờ lên đồ. Chú trưa. Make up ngầu lời quay tiếp đến đi. Trước khi thật ngầu, các bạn phải chuẩn bị một gương mặt thật là hiền lành. Búi tóc lên gọn gàng để make up dễ hơn nè. Hôm nay mình sẽ dặm nền bằng cushion và tiếp đến là dùng kem che khuyết điểm để che đi đôi mắt gấu trúc của tôi và một ít thâm do mụn để lại đó mọi người. Lại là cái bảng mắt này, dùng màu nâu nhạt tán toàn bộ bầu mắt. Sau đó thì dùng một màu nâu đậm hơn, thật là đậm nha, tán phần đuôi bầu mắt và phía dưới của khóe mắt. Cố gắng che đi đôi mắt gấu trúc, bây giờ lại có một đôi mắt gấu trúc khác. Dùng màu nhũ nâu đồng tán lên toàn bộ bầu mắt. Bây giờ thì kẻ eyeliner mắt mèo 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 mèo. Bước tiếp theo rất quan trọng để thực hiện một sự ngầu lòi, đó chính là chúng ta phải tán lông mày cho thật đều và sau đó dùng một cái gel định hình để dặm ở giữa chân mày như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng kem che khuyết điểm vẽ một cái sẹo giả. Bạn nào thích thì có thể cạo luôn cũng được. Từ cái vị trí cái sẹo, chúng ta sẽ vẽ thêm một hình chữ thập nữa trông cho ngầu hơn. Mình sẽ dùng phân khối để làm má hồng bởi vì nó màu nâu. Tô một lớp son màu đỏ, chưa đủ ngầu đâu. Tô thêm một lớp son màu chocolate lên cho nó đen thui thui lùi. Bây giờ thì bôi cái môi thân ra hãy nói chuyện với chị. Chú trưa.